Chào mừng các bạn đến với Brand Book Group Việt Nam Channel. Bánh phu thê đặc sản của vùng quê Bắc Ninh. Đây là loại bánh không thể thiếu trong mâm cưới hỏi và ngày Tết, hội hè của người Kinh Bắc. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, người dân lại nô nức chuẩn bị những cặp bánh thơm ngon với mong ước cuộc sống sung túc, ấm no, hạnh phúc. Bánh phu thê hay bánh su dê là món ngon đặc sản Bắc Ninh ở làng Định Bản. Bánh phu thê Bắc Ninh tượng trưng cho tình nghĩa, thủy chung, hòa hợp giữa vợ và chồng. Bánh phu thê Bắc Ninh tượng trưng cho tình nghĩa thủy chung, vợ chồng. Vuông tròn, trong trắng, mềm dẻo, thơm, ngọt nhẹ nhàng, xanh thắm và cũng là tượng trưng cho trời đất, có âm dương ngũ hành. Ruột trắng, nhân vàng, hai vỏ xanh úp lại buộc bằng sợi dây tơ hồng. Bánh phu thê Bắc Ninh truyền thống được gói bằng lá, vỏ bánh phải chọn loại nếp cái hoa vàng, làm bột lọc kỹ, lấy tinh bột gạo nếp, lấy màu của quả dành dành để lên màu vàng, đậu xanh phải chọn lọc, ngâm 1 giờ trước khi hầm. Sự hòa quyện độc đáo của lớp vỏ và nhân bánh. Vỏ bánh làm bằng gạo nếp cái hoa vàng, xay thành bột, cô lại để hơn 1 tuần mới đem trộn lẫn đường trắng, đu đủ xanh nạo sợi, hương liệu gồm tinh dầu chuối, vani, hương cốm cùng nước quả dành dành, được pha trộn theo tỷ lệ nhất định và nhào kỹ. Nhân bánh được làm bằng đậu xanh, đãi sạch vỏ, đồ chín, giã nhuyễn trộn với đường trắng, nước cốt dừa và dừa nạo. Sau khi chuẩn bị xong các nguyên liệu, người thợ bánh dàn bột mỏng lên khuôn, đặt nhân vào một đầu, rồi đắp phần bột còn lại lên nhân như thể hiện sự ôm ấp, che chở của tình phu thê. Lá gói bánh được sử dụng là lá dong, sau khi rửa sạch lá phải để ráo nước, sau đó tước bớt cọng để khi gói bánh được mềm mại. Lá lót trong phải là lá chuối tây dẻo, luộc chín, hong khô. Khi gói bánh, người làm bánh còn quết lên một lớp mỡ để khi bóc bánh không bị dính và có độ ngậy đặc trưng. Sau khi gói bánh, bánh được đem đi luộc trên bếp cho chín và được vớt ra buộc lại từng cặp bằng một chiếc lạc màu hồng với ý nghĩa cầu mong cho tình cảm vợ chồng mãi thắm thiết bền chặt. Khi ăn, người ta cảm nhận hương thơm, độ dẻo của bánh được tỏa ra từ gạo nếp cái hoa vàng, độ dai của đu đủ, cộng với độ béo bùi của đậu xanh, dừa và vị ngọt của đường. Tất cả hòa quyện với nhau tạo thành hương vị rất riêng của bánh. Bánh phu thê là lễ vật không thể thiếu trong mâm cỗ cưới hỏi. Chiếc bánh phu thê màu vàng với vị ngọt dịu tồn tại hơn 1000 năm, trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Kinh Bắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ đăng ký để theo dõi được nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.